mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại và đến với kênh À La Gemmy. Mình là My, sinh năm 1984. Trước khi vào giải bài, cùng nhau chúng ta hít thở thật sâu 3 hơi chung với tiếng chuông để tái tạo lại được năng lượng tích cực và làm sạch sẽ không gian để buổi giải bài hôm nay hiệu quả hơn mọi người nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu hít thở. Hãy kết nối năng lượng với nhau và đi tìm ý nghĩa của những cảm giác kỳ lạ và bồn chồn dạo gần đây của bạn là gì nhé. My chuẩn bị 3 viên đá màu sắc khác nhau để chúng ta chọn tụ. Khuyến khích bạn sử dụng trực giác của mình để xác nhận xem viên đá màu nào bạn yêu thích nhất, tương ứng sẽ là tụ bài của bạn. Hoặc chúng ta có thể nhắm mắt lại, hít thở thật sâu 3 hơi không suy nghĩ gì hết. Sau đó bạn mở mắt to ra, mắt bạn chạm phải viên đá màu nào đầu tiên thì đó tương ứng sẽ là tụ bài mà vũ trụ hướng năng lượng của bạn đến để chọn. Bây giờ nếu bạn đã xác nhận xong được tụ bài của mình, chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau và mình sẽ lấy lá bài đại diện chọn tụ. Cùng nhau đi tìm hiểu ý nghĩa của những cảm giác kỳ lạ, bồn chồn dạo gần đây của các bạn. Có điềm báo cho điều gì nhé các bạn. Tụ bài số 1. Ý nghĩa của những cảm giác kỳ lạ, bồn chồn dạo gần đây của bạn là điềm báo cho việc gì? Mình có một cái lá bài là Truth, sự thật. Tụ bài số 2, ý nghĩa của những cảm giác kỳ lạ, bồn chồn dạo gần đây của bạn là điềm báo cho điều gì sắp xảy đến với các bạn. Tụ bài số 2, bạn có lá bài là Remain in the light. Tụ bài số 3, ý nghĩa của những cảm giác bồn chồn kỳ lạ dạo gần đây là điềm báo cho điều gì sắp xảy đến với các bạn. Tụ bài số 3, bạn có một cái lá bài là Progress. Ok, chúng ta đã có đầy đủ 3 tụ bài. Mình sẽ đi ngay vào trong việc giải bài. Xin chào tất cả các bạn. Tụ bài số 1, đây là viên đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau và đi tìm ý nghĩa của những cảm giác kỳ lạ dạo gần đây. Không biết là điềm báo cho việc gì sắp xảy đến với các bạn. Tụ bài số 1 nhé. Cảm giác kỳ lạ, bồn chồn dạo gần đây có ý nghĩa gì? Điềm báo cho việc gì sắp xảy đến với các bạn. Tụ bài số 1, bạn có một cái lá bài là Gold. Ok, vàng. Ý nghĩa của những cảm giác kỳ lạ dạo gần đây là điềm báo cho việc gì sắp xảy đến với các bạn. Tụ bài số 1, bạn có lá bài Balance, sự cân bằng. Ý nghĩa của những cảm giác kỳ lạ dạo gần đây là điềm báo cho điều gì sắp xảy đến với tụ bài số 1. Bạn có lá bài Anchor, là cái mỏ neo. Ý nghĩa cho những cảm giác kỳ lạ dạo gần đây là điềm báo cho điều gì sắp xảy đến với các bạn. Tụ bài số 1. Ok, mình nghĩ lá bài này là lá bài muốn bay ra của các bạn đây, là mình để đó. Conditioning, ý nghĩa của những cảm giác kỳ lạ dạo gần đây là điềm báo cho điều gì sắp xảy đến với tụ bài số 1. Bạn có một lá bài là Exhaustion, Conditioning và Exhaustion. Ý nghĩa của những cảm giác kỳ lạ dạo gần đây là điềm báo cho điều gì sắp xảy đến với các bạn. Tụ bài số 1. Ok, ái chà, thực sự ra hai lá bài này giống nhau, thành ra là mình sẽ xào tiếp. Ok, hay quá. Đây là lá bài của các bạn, chính xác. Vũ trụ muốn lá bài này phải xuất hiện trong trải bài của các bạn. Tụ bài số 1 đấy. Ý nghĩa của những cảm giác kỳ lạ dạo gần đây là điềm báo cho điều gì sắp xảy đến với các bạn. Tụ bài số 1 bay ra một lá bài này, hay chưa? một kiếm và cô bé Su. Mi còn lấy hai lá bài nữa thì đủ để chúng ta bắt đầu giải nghĩa. Ý nghĩa của những cảm giác kỳ lạ dạo gần đây. Ok, bay ra tiếp. Ý nghĩa của những cảm giác kỳ lạ dạo gần đây là điềm báo cho điều gì sắp xảy đến với tụ bài số 1 nha. Bạn có lá bài cuối cùng là lá bài gì đây? Page of Wands là công chúa hoặc là cô bé gậy đó. Ok, nó cũng có năng lượng giống như cô bé Su ở bên này. Các bạn tụ bài số 1, khi mà mình nhìn cái trải bài của các bạn, đặc biệt là cái lá bài đại diện chọn tụ của các bạn là Truth, là sự thật, thì cái sự thật này có thể sẽ là một cái chân tướng của một sự thật, sự việc hoặc là một con người, đối tượng nào đó. Nhưng nó cũng có thể sẽ là một cái sự thật của chính bản thân, bản chất, năng lực, con người của các bạn tụ bài số 1. Vì sao mà My lại nói như vậy? Vì My nhìn cái lá bài kết bên là Gold và cái lá bài bên tay trái là Conditioning, là một con sư tử. Bạn sẽ thấy, để gần cho bạn thấy nha, một con sư tử, rồi có vẻ như là nó đang muốn đội lốt của một con cừu. Xung quanh toàn là cừu không, mà cừu với sư tử nó có cái sự đối nghịch về năng lượng cũng như là cái mức độ mà nói gọi là hiền lành đó ha, nó khác nhau các bạn. Nhưng mà các bạn nhìn cái mặt con sư tử này đi, nó bi thương lắm, nó rất là bi thương. Mình đang có một cái cảm giác đó, cái sự thật mà ngay cái lá bài đại diện chọn tụ, và đặc biệt đây là cái bộ bài mà nói về cái sự soi đường chỉ lối, dẫn lối cho chúng ta từ các thiên thần, thì My đang có một cái cảm giác đó là cái cảm giác của My kết nối với cái cảm giác của các bạn tụ bài số 1. Tại vì cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là chúng ta đi tìm cái ý nghĩa của những cái cảm giác kỳ lạ dạo gần đây, không biết nó là điềm báo cho cái việc gì. Thì các bạn hình dung cái cảm giác dạo gần đây của các bạn á, là nó cứ đang mập mờ và nó muốn manh nha, ẩn hiện một cái suy nghĩ, một cái bản chất và tất cả những cái gì về các bạn tụ bài số 1 đấy. Vì ở trên cái lá bài thiên thần này mình có một cái câu là, các cần phải để gần nha, để gần cho các bạn cùng xem với My nhé. Tôi khám phá cái sự thật tuyệt vời nhất hoặc là chân tướng tuyệt vời nhất bên trong của tôi. Nó là một cái gọi là một cái nội lực thiêng liêng nào đó mà giống như là thì thầm từ chính sâu thẳm bên trong con người của chính tôi với tôi đó. Tôi lắng nghe cái âm thanh này rất chi là cẩn thận và không có gọi là khống chế hay là kiểm soát cái tư duy của mình gì cả. Mình cảm giác như thế nào mình thả lỏng và mình đón nhận như thế đó các bạn tụ bài số 1. Vậy thì cái này đang nói về cái cảm giác kỳ lạ dạo gần đây của các bạn nè. Vậy thì cảm giác đó là nó sẽ có nhiều những cái loại cảm giác, ví dụ như là buồn, vui hay là hờn giận, hoặc là ấm ức, hoặc là hân hoan, hoặc là sợ hãi, hay là lo âu, vân vân. Bất kể thì cái lá bài này đang nói là mình đang nhận diện chân tướng thật sự của mình, và mình để cái âm thanh đó nó cứ phát lên thôi các bạn. Mình không có kiểm soát cái tư duy gì cả. Vậy thì bằng cái cách này, in this way nè, I find all the answer đó, chỗ đó tôi nhận thấy tất cả những cái câu hỏi mà tôi đang tìm kiếm. Bất kể bạn đang tìm kiếm cái gì ở ngoài đời sống thật của các bạn tụ bài số 1. Đây là trải bài thuộc trụ chung. Có thể các bạn tìm một cái câu trả lời về công ăn việc làm của các bạn, cuộc sống, mối quan hệ, chuyện tình cảm, hôn nhân, vân vân, 3 chấm. Thì ở đây là I am now in harmony. Bây giờ kiểu giống như là tôi đã không có cái sự lệch pha với bản thân của mình đó. Suy nghĩ của mình, cơ thể của mình, cảm xúc của mình nó hài hòa làm một với nhau, và tôi chào đón tình yêu của vũ trụ, của Thượng Đế, của ông trời, của Phật, đủ hết tất cả các tôn giáo của các bạn. Mà mình có thể nhận ra được rằng là thì ra chính bản thân của mình á, đang dẫn dắt mình đến một cái giá trị thật của bản thân mà mình có thể tỏa sáng hơn nữa. Vậy thì cái cảm giác kỳ lạ dạo gần đây của các bạn, My sẽ dịch luôn, khi My nhìn thấy trong cái lá bài này nè, là một cái cảm giác nó có một cái gì đó nó hơi bất an, nó có một cái gì đó nó hơi lo lắng đó, cái kiểu giống như vậy. Và cái năng lượng nó hơi thấp, có thể sẽ là muộn phiền, lo sợ, bất an, và nó khiến cho các bạn mất đi cái sự cân bằng. Và khi mà mất đi cái sự cân bằng, bạn mất đi cả cái sự tự tin vào chính bản thân của mình. Bạn liệu rằng là không biết tụ bài số 1 bạn còn có được cái gọi là cái sức sống, hoặc là cái nét tươi vui, cái năng lượng tích cực như vốn dĩ các bạn có nữa hay không. My đang có một cái cảm giác này. Vậy vì kế bên cái lá bài Truth, bạn có một cái lá bài Gold là vàng. Vàng ở đây rất là quý giá các bạn. mình không biết diễn tả như thế nào, tại vì cái vàng này nó không đơn giản là nó nằm trong mấy cái đồ trang sức này nọ đâu các bạn, mà cái vàng này chính là cái giá trị cốt lõi sâu thẳm bên trong người của các bạn tụ bài số 1 đấy. Bạn là quý giá, hay mình dịch như vậy để cho nó đơn giản dễ để mà hiểu phức tạp làm chi. Bạn, lá bài này nó nhắc chúng ta hiểu một điều rằng là bất kể cái cảm giác gì dạo gần đây mà bạn cảm nhận được, bạn bắt được cái cảm giác đó, nó có bồn chồn hay là nó có lo lắng hay là có hân hoan hay là nó có muộn phiền cái gì đi chăng nữa, chỉ là một cái dạng thức để bạn nhìn lại soi thẳng và thấy rằng là bạn vốn dĩ vẫn là bạn và nguyên bản bạn là tuyệt vời, bạn là vàng tiềm ẩn nè. Tại vì cái lá bài này cho mình thấy rằng là nếu như chúng ta không khéo mà chúng ta đón nhận cái cảm giác dạo gần đây ở cái phương diện không đúng, không chuẩn và không đủ, mình sẽ vụt mất cái giá trị vàng này của mình. Có nghĩa là bạn đánh giá thấp bản thân, ý mình là vậy. Bạn không nhìn ra, bạn không có nhận diện ra được bản thân, và bạn để cái cảm giác đó nó nhấn chìm bạn, nó nhấn chìm và bạn mất hút luôn, không biết bạn ở đâu nữa, cho nên mới xuất hiện cái lá bài này ngay dưới conditioning. Là một cái lá bài exhaustion. Exhaustion nó kiểu giống như là đuối tàn luôn rồi, burn out coi như là kiệt quệ luôn. Bạn thấy không bạn nè? Chính xác. Ê, tụ bài số 2 hay quá. Tụ bài số 1 mình sẽ để cho bạn thấy. Cái mặt của con sư tử bên tay trái bi thương, còn cái mặt của người bên phải á, nó hóp quá trời hóp luôn. Con mắt nó gọi là sâu hấm luôn, quần thâm đủ hết các kiểu. Giống các bạn vừa một chưa? Có vẻ như là cái trở ngại ở ngoài đời sống thật của các bạn, trở ngại về tình cảm cũng vậy, công việc cũng vậy, cuộc sống bất kể, tóm lại là bạn suýt nữa có thể sẽ bị nhấn chìm bởi cái thử thách nào đó nó đang xảy ra ngoài đời sống thật của bạn, và bạn không đánh giá được đúng bản chất thật của mình. Bạn chỉ có cảm nhận, cảm giác nó khó chịu trong người, nó kỳ lạ trong người, và bạn không biết cái chuyện gì nó sắp sửa xảy tới nếu như bạn nuôi dưỡng cái lo sợ hay là cái gọi là bạn không bộc lộ ra cái vàng ở bên trong cơ thể của mình nè. Bạn thấy con sư tử màu vàng, cái này cũng màu vàng đó. Bớt suy nghĩ lại, bạn không có bộc lộ này ra, bạn sẽ mất đi cái sự cân bằng. Vậy thì ở như cái trải bài này mới đang có một cái cảm giác là ba cái lá bài này đều là ba cái lá bài nó chứa đựng năng lượng rất mạnh và rất trẻ. Dù tụ bài số 1 bạn bao nhiêu tuổi mình không biết, nhưng đây là một cái trải bài nó cho mình thấy rằng là cảm giác dạo gần đây, cảm giác kỳ lạ của các bạn á, thứ nhất á, là điềm báo cho các bạn, nhắc nhở các bạn hãy quay trở về tuổi thanh xuân. Mình dùng cái chữ tuổi thanh xuân, có thể các bạn khoảng là 30 mấy cũng được, 40 mấy, 50 mấy, 60 mấy bất kể, nhưng mà ba lá bài này nó cho mình thấy tụ bài số 1 ơi, tất cả các bạn tụ bài số 1 hãy quay trở về thời các bạn 14, 16 hay là 17, bé gãy sừng trâu chăng, ba cái lá bài này. Và cái tuổi đó các bạn hình dung nè, mình nói cái câu hơi bình dân, cái tuổi đó nó sợ quê chứ nó không có sợ ba chấm. Các bạn hình dung không? Cái tuổi đó là coi như thích chứng tỏ bản thân, cái tuổi đó chỉ có bằng được cho mà thôi, đơn giản dễ để mà hiểu. Tại vì các bạn á, tụ bài số 1 có lẽ là chúng ta đã bị va vấp và hiện tại bây giờ là còn đang chướng ngại ở ngoài đời sống thật của các bạn ấy. Cho nên nó mai mòn, gọi là mai một và mài mòn dần cái ý chí của mình. Rồi cái sự thuần khiết đơn sơ tinh khôi của cái cảm nhận trái tim á, mất hết rồi. Thành ra là mình lúc nào cũng phòng thủ nè, lo sợ nè, hoảng hốt nè, che giấu đi bản chất thật của mình nè, không tin vào bản thân của mình nữa, là không yêu thương bản thân mình đủ nè, cái vân vân và ba chấm. Thôi liệt kê nhiều mấy cái đó cũng không nên nhắc như vậy để cho các bạn cảm nhận ra. Thì ba lá bài này nó cho mình thấy rằng là tụ bài số 1 ơi, bạn hãy quay trở về cái tuổi thì nó chưa đúng, tại vì cái tuổi thật của các bạn ha, bây giờ cái tuổi thứ nào bạn hãy quay trở về cái năng lượng của độ tuổi mới chuẩn chỉnh. Bạn hãy quay trở về năng lượng của độ tuổi mà bạn coi như nhìn nhận mọi việc á, đơn giản hết sức có thể, đơn giản cực kỳ luôn, để nó nhen nhóm lại cái ngọn lửa trong trái tim của các bạn, trong con người của bạn. Chứ giờ bạn tụt dần cái năng lượng, giờ bạn phải bơm năng lượng lên. Thì vào cái thời điểm đó mình đang có một cái cảm giác là bây giờ chuẩn chỉnh luôn nè. Cái đích đến cuối cùng của cái cảm giác dạo gần đây của các bạn tụi bài số 1 bạn đang cảm nhận được đó, là đấy, khi bạn tiếp nạp tất cả những thông điệp này của vũ trụ, đừng suy nghĩ theo cái hướng mà bạn đang suy nghĩ nữa đấy, mà quay trở về năng lượng để thấy được cái giá trị thật của mình. Lúc đó My đang có một cái cảm giác cái lá bài Ace of Swords là một kiếm này nè. Bạn hình dung nha, cái người này là các bạn tụ bài số 1 đấy. Thôi da đen tí cũng được, cứ bắt năng lượng đi. Tụ bài số 1 bạn là nữ hay nam hay da trắng hay da vàng gì cũng được. Người này hơi đen đen nhưng mà kệ, da anh đen nhưng mà lòng anh trắng, được rồi. da chị đen nhưng mà hả, cái gọi là cái tâm trí của chị bây giờ nó đang sáng dần, rạng rỡ dần là được rồi tụi bà số 1. Cho nên bởi vậy người này mới cầm một cái chìa khóa. Cái chìa khóa này là tất cả những cái thông điệp mà từ nãy giờ mới chia sẻ với các bạn tụi bà số 1. Là cảm giác kỳ lạ dạo gần đây chỉ để cho các bạn hả lóe lên một cái gì đó trong đầu của các bạn, nhận thức mới. Thì tự nhiên nó mở ra một cái con đường mới cho các bạn. Nó có cái chạy chìa khóa đây, nó thể hiện mở ra một con đường mới. Có nghĩa rằng là tự nhiên bạn sẽ tháo gỡ được cái vấn đề ngoài đời sống thật của các bạn, giải quyết được, xử lý được cái vấn đề ngoài đời sống thật của các bạn, mở ra một cái con đường mới cho các bạn. Mà cái con đường đó mới thấy nó dẫn hẳn qua cái anchor là cái mỏ neo này. Mỏ neo nó tượng trưng cho chúng ta có một cái gì đó nó vững chắc lắm các bạn. Nó vững chắc, nó không có chồng chành, nó không có trôi dạt nữa. Thành ra là nếu như mà các bạn tụ bài số 1 á, bạn không mở lòng ra trọn vẹn để bạn đón nhận những cái mạch dẫn suy nghĩ này của vũ trụ gửi đến cho các bạn á, thì My đang có một cái cảm giác á, là những cái cảm giác kỳ lạ dạo gần đây của các bạn á, là nó gọi là nó sinh ra, nó bị sinh ra bởi một cái cuộc đấu tranh. Các bạn hình dung của cuộc đấu tranh giữa năng lượng gốc vốn dĩ của các bạn và cái tác động của ngoại cảnh sự việc nào đó ở ngoài đời sống thật của các bạn ấy, nó tấn công cái năng lượng vốn dĩ gốc của các bạn. Mà năng lượng vốn dĩ gốc của các bạn là ba cái lá bài này mới nãy mới nói nè, chúng ta là 17 bà gãy sừng trâu đó. Thì nó làm cho các bạn kiểu giống như là nó cái năng lượng nội tâm ở trong người của các bạn ấy, nó cứ đánh qua đánh lại. Mà bạn thì lo không hiểu rằng là sự việc nó xảy ra như vậy thì có cái gì hay không. Sự việc xảy ra như vậy nó tấn công đến các bạn thì năng lượng gốc của các bạn là người vững vàng. Cái kiểu giống vậy, nó cứ đánh qua đánh lại như vậy. Thì nếu như mà các bạn cứ cố chấp, mình nhìn thấy một cái góc độ tụi bà số 1 có một nhóm nhỏ. Nếu các bạn cứ kiểu giống như là hơi cố chấp như vậy á, thì nó sẽ làm cho các bạn mệt lắm. Mệt. Và bạn cứ cố gắng trong cái thể chất, trong khi đó tinh thần nó cứ đánh lộn thì các bạn sẽ mệt dần. Nó sinh ra cái lá bài này, tại vì mới nhìn cái mỏ neo thì nó mới xuất hiện ra một cái cảm nhận mới trong người My, và My chia sẻ với các bạn là như vậy. Và các bạn cũng thấy rất hay, My cầm cái viên đá này, đây là ngọc đểu đây đó, thì nó màu đỏ, nó tượng trưng cho cái sự nhiệt huyết. Các bạn hình dung là nhiệt huyết. Vậy thì cái lửa của các bạn á, nếu như các bạn áp cái lửa của mình vào đúng nơi đúng chỗ thì tuyệt vời. Tại vì khi mình lấy cái lửa xong mình nhìn thấy đây, nó cũng có một cái gì đó nó giống như lửa bừng sáng ở ngay đầu á, ngay đầu. Cái áo này cũng màu đỏ, bên này vàng, nó cũng là cái màu đỏ. Nếu như cái lửa này mà mình áp sai chỗ, mình cứ hừng hực theo cái hướng là mình sợ quá, thì mình nghĩ rằng là nó sẽ lụi tàn hết tất cả. Còn cái lửa này mà mình áp vào cho nó đúng nơi đúng chỗ để mình xử lý xong tất cả những thông điệp từ nãy mình chia sẻ với các bạn. Và cái lửa này đã đổ vào cái năng lượng gốc vốn dĩ của các bạn này. Đây, trẻ trung là cái kiểu giống như nhìn mọi việc nó đơn giản hết sức có thể. Cái gì mình không biết mình tìm để cho nó biết, cái gì mình chưa hiểu mình tìm để cho mình hiểu. Rồi mình làm cái gì cũng chăng cũng được, nhưng mà tìm hiểu kỹ rồi xong làm. Đó, để nó lấy lại cái lửa. Thì như My nhìn thấy nha, cái đích đến cuối cùng của cảm giác dạo gần đây của các bạn á, nó là một cái điềm báo. Nó cho mình thấy kiểu giống như là nó báo hiệu là chuẩn bị có mọi chuyện nó sắp qua, và có thể nhé, đây là trải bài chung cho nên có thể sẽ là ở cái lá bài này nó lại cho mình kết hợp, mình nhìn lại một lần nữa là hoặc là có thể sẽ có một ai đó xuất hiện mà cái người này họ ổn định về mặt cảm xúc. Họ cũng sẽ tạo ra một cái nền tảng vững để cùng các bạn tụi bà số 1 làm cái gì đó. Còn một cái góc độ khác nữa là nó cho mình thấy rằng là khi bạn hấp thụ tất cả những năng lượng này thì nó sẽ tạo ra một cái, bạn sẽ đưa ra được một cái quyết định rất là quan trọng, và nó giúp cái công ăn việc làm của các bạn nó sẽ trở nên ổn định. Nó ổn định và từ từ bạn sẽ đạt được cái kế hoạch hay cái mục tiêu nào đó trong công việc của các bạn, và nó mang lại một cái nguồn thu nhập á, đều đặn và ổn định. Đó, thành ra là để nói mà cụ thể là cái cảm giác dạo gần đây của các bạn á, có tại My chỉ đang có một cái cảm giác nhìn chung lại hình như là bạn đang đánh mất chính mình á, dạo gần đây. Bạn đánh mất chính mình cho nên nó bị lệch cái năng lượng thôi. Thành ra là bạn nhìn cái gì nó cũng hơi chần chừ và bạn bị tụt năng lượng thôi. Đó, kiểu vậy. Cho nên chỉ cần tìm lại vàng của của bản thân của mình, là mi đang cảm giác là nó ok. Tự nhiên đến đây mi đang coi, mình xác nhận một chút xíu nha, điều gì sắp xảy đến với các bạn tụ bài số 1. Mong là thông điệp nãy giờ mang tính hữu ích, bạn hãy luôn ủng hộ mi với nhé. Bấm vào nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh, bấm like, yêu thích video này và cho mi thật là nhiều bình luận và ô bên dưới. Mình xác nhận với nhau xem là điều gì sắp xảy đến với tụ bài số 1 nhé. Bạn có cái là bài là 5 ly, rồi 10 xu, mặt trời, một lá nữa đi. Rồi, ok. Cái bài này nè, nó thuộc là cái nguyên nhân để khiến cho mà cái lá bài conditioning lúc nãy mà mình nói với các bạn rồi đó, làm cho các bạn kiểu giống như là mất cân bằng năng lượng. Và bạn vẫn còn đang bị dính chấp lắm với những cái câu chuyện cũ hay là những cái sự việc, hoàn cảnh mà nó tạo nên cái sự phiền muộn lúc đầu mà mình nói với các bạn đấy. Thành ra là mình sẽ thoáng qua để cho các bạn hiểu vì sao lá bài này nó xuất hiện ở đây. Và hai cái lá bài này rất đẹp ở chỗ là 10 xu và mặt trời. Bạn thấy mặt trời lúc nào nó cũng tượng trưng cho một cái gì đó nó sáng tỏ. Vậy thì tóm lại cái sự việc gì đó, vấn đề gì đó nó đang sắp xảy đến cho các bạn á, có nghĩa là giai đoạn này nó sẽ qua. Và mình đang có một cái cảm giác về phương diện gia đình của các bạn tụ bài số 1 á, sắp tới nó sẽ vững chắc, nó có cái tính ổn định. Tại vì cái lá bài này lúc nào cũng vậy, ổn định vững chắc, mà thậm chí nó thiên về cái hướng là thịnh vượng nữa. Thịnh vượng đây không có nghĩa là giàu có, nhưng giàu có thì là một trong những yếu tố nhỏ thôi. Ví dụ như là về cái sự gắn kết, ổn định, hoặc là sức khỏe của từng mỗi một thành viên á. Đó, nó ổn định, nó vững vàng. Thành ra là mình sẽ dùng cái sự thịnh vượng là như vậy. Và cái The Sun ở đây là mặt trời, nó cho mình thấy rằng là mặt trời cũng tỏa hơi ấm và ánh sáng lên trên gia đình của các bạn tụ bài số 1. Còn cái mặt trời này riêng cá nhân của các bạn tụ bài số 1 thì nhúc lại mới nói về công ăn việc làm á, nó đang chuẩn bị hanh thông. Tại vì nó đang có một cái đường hướng mới cho nên nó mới hanh thông. Bạn nghĩ ra được một cái cách mới, bạn đưa ra được một cái quyết định mới, hoặc thậm chí có một cái người mới họ xuất hiện nữa. Mọi thứ nó trở nên nó hanh thông hơn cho bạn. Bạn biết được rằng mình cần phải làm gì và bạn không khoác lên trên người cái áo, cái đội lốt của con cừu này nữa. Bạn trở nên thực sự, bạn thoát xác luôn. Bạn trở thành cái con sư tử này vốn dĩ và bắt đầu là tìm thấy vàng rồi. Tìm thấy vàng thực sự trong con người của các bạn. Tụi bà số 1 mới kéo lá bài này lên chút xíu để nó chữ balance nó hiện lên cho bạn, kiểu như ám thị bạn là bắt đầu bạn lấy lại được cái sự cân bằng rồi. Và bạn không có bị mọi thứ xung quanh nó nhấn chìm các bạn nữa, mà bắt đầu bạn trèo lên, bạn nổi hẳn lên trên tất cả. Bạn nổi hẳn lên trên tất cả, kiểu giống như là bạn vượt qua được cái vấn đề mà nó đang có với năng lượng của mình bằng ba cái lá bài này ở dưới này các bạn. Ba lá bài ở dưới lúc nãy mới nói là năng lượng trẻ trung đó. Thành ra là mi không có triển khai thêm cái trả bài này nữa đâu, để cho các bạn chỉ đón nhận những cái mà các bạn cần phải gọi là hiểu và xử lý cái cảm giác kỳ lạ dạo gần đây thôi. Vì nó đang có cái tín hiệu lành chờ đón các bạn trước. Mổ xẻ thêm mấy cái lá bài này, nó chỉ là xác nhận lại tình trạng đang xảy ra ngoài đời sống của các bạn. Nó không cần thiết vì bạn hiểu rõ hơn mi nữa. Đó, thành ra là có thế nào đi chăng nữa, tụ bài số 1 mi vẫn mong rằng là bạn tìm thấy vàng của chính bản thân mình. Bạn tìm thấy được cái chân tướng, cái chất liệu thật của con người vốn dĩ để bạn có thể thoát xác trở thành con sư tử gốc. Là các bạn tụ bài số 1 nhé. Đừng nghĩ gì nữa các bạn ơi. Ở đây nè, nó cho mình thấy các bạn nghĩ nhiều quá cho nên sinh ra mấy cái cảm giác kỳ lạ đó chứ không có gì hết. Rồi, mặt trời đây và một cái sự thịnh vượng nó nằm ở đây. Thành ra là mình sẽ mong chúc các bạn tụ bài số 1 có thế nào đi chăng nữa, bạn sẽ nhanh chóng ổn định lại mọi việc, nó hanh thông và đón nhận sự thuận lợi và phước lành tụ bài số 1 nhé. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn tụ bài số 2. Đây là viên đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau và đi tìm hiểu xem ý nghĩa của những cảm giác kỳ lạ dạo gần đây là điềm báo cho điều gì sắp xảy đến với tụ bài số 2. Bạn có một lá bài là The Golden Rose, là hoa hồng mà màu vàng. Okay. Ý nghĩa của những cảm giác kỳ lạ dạo gần đây là điềm báo cho điều gì sắp xảy đến với các bạn tụ bài số 2. Bạn có một lá bài là Faith. Ý nghĩa của những sự việc, những cảm giác kỳ lạ dạo gần đây báo hiệu cho điều gì sắp xảy đến với tụ 2. Bạn có lá bài là Letter, bức thư. Ý nghĩa của những cảm giác kỳ lạ dạo gần đây là điềm báo cho điều gì sắp xảy đến với tụ bài số 2. Bạn sẽ có một lá bài là Turning in. Turning in là 4 ly. Rồi, ở đây là Schizophrenia thì phải. Cái này là tự nhiên mình quên nghe tiếng Việt rồi. Này là hai kiếm. Ý nghĩa của những cảm giác kỳ lạ dạo gần đây là điềm báo cho điều gì sắp xảy đến với các bạn. Tụ bài số 2. 7 gậy à. Ý nghĩa của những cảm giác kỳ lạ dạo gần đây là điềm báo cho điều gì sắp xảy đến với các bạn. Tụ bài số 2. Bạn có 10 ly và Emperor là hoàng đế. Ý nghĩa của những cảm giác kỳ lạ dạo gần đây là điềm báo cho điều gì sắp xảy đến. Bạn có 3 gậy, 10 kiếm mà. Bao gậy 10 kiếm. Các bạn, tụ bài số 2, cái trải bài của các bạn thực sự là mình đang chưa biết phải bắt đầu từ đâu để chia sẻ với các bạn, kiểu như nó phải có mở bài á. Nó phải có một cái mở bài. Thôi thì mình cứ làm đúng quy trình theo cái cảm giác của mình vậy. Từ cái lá bài đại diện chọn tụ của các bạn, Remain in the light, kiểu giống như là mình còn là cái ánh sáng, mình phải giữ nguyên cái ánh sáng. Mà cái ánh sáng từ light này á, đây là bộ bài của thiên thần bảo hộ. Thành ra mình đang có một cái cảm giác ánh sáng này là nó phải thuộc về cái ánh sáng bên trong, cái gọi là một cái ngọn lửa, một cái ngọn đèn sâu bên trong người của các bạn, tụ bài số 2 đấy. Thành ra là cái lá bài này mình cầm lên một chút xíu để các bạn cùng đọc chung với mi nhé. Ngày hôm nay tôi quan sát, đặc biệt là quan sát. Khi mà mình quan sát á, mình đang có cái cảm giác cái lá bài Turning in bên này nè. Đây là một cái người họ ngồi thiền các bạn. Thiền nó đơn giản lắm, thiền nó chỉ là hít thở thôi. Nhưng mà thường mình ngồi mình nói mình không biết cách thiền là tại vì miệng mình á không nói, nhưng mà cái đầu của mình nó chạy lung tung hết, nghĩ chuyện đi chợ, nghĩ chuyện ông sếp, hay nghĩ chuyện bà thím hai, hay là nghĩ chuyện của anh người yêu hay là chị vợ kiểu vậy. Thành ra là mình tưởng ra là mình không thiền, thiền chỉ là hít thở thôi, nhưng mà mình đừng nghĩ mấy cái chuyện kia. Mình để ý coi người mình thở, tim mình phồng xẹp làm sao. Rồi trong đầu của mình nó đang đau đầu hay không, chân mình có mỏi hay không, lưng của mình nó đang cảm giác tê tê đắt kiểu vậy thôi. Đấy, thành ra là đơn giản lắm. Thành ra cái I observe thì nó làm cho mình liên tưởng đến cái lá bài thiền nè các bạn. Thiền có nghĩa là giống như là bạn, tụ bài số 2, bạn ngồi bạn đối diện với mi, bắt đầu bạn nhìn thấy cái mặt con nhỏ này nó kỳ kỳ ha, cái tay nhỏ này cũng kỳ kỳ ha, cái đầu của nhỏ này cũng kỳ kỳ, các bạn hình dung không? Đó, thì thay vì bạn nhìn mi và bạn nói và bạn bình luận và bạn cảm nhận, bây giờ bạn nhìn lại, bạn nhìn cái lưng, nhìn cái đầu, nhìn cái chân của mình. Đó, thì là observe là như vậy. Today I observe. Hôm nay là tôi quyết định là tôi sẽ quan sát. Tôi dành thời gian để mà suy nghĩ một cách thực sự là thấu đáo và bình tĩnh, và tôi đi thẳng đến một cái quyết định là mình cảm thấy nó tự tin lắm. Các bạn, tụ bài số 2 nó tự nhiên cảm thấy tự tin lắm là và biết một điều rằng là mình sẽ thành công. Remain in the light. The light là cái ánh sáng sâu bên trong, cái năng lực bên trong của các bạn, tụ bài số 2 đấy. Các bạn sẽ thành công. Dù có chuyện gì xảy ra hôm nay đi chăng nữa, no matter what happens today đó, dù hôm nay có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ giữ lại cái ánh sáng của chính mình. Tôi sẽ giữ lại cái niềm tin. My faith. Các bạn, my faith. Ok, rất là hay. Ở cái là bài khác bạn cũng có cái chữ faith, bạn thấy không? Hai cái chữ faith nó nằm gần nhau luôn. Nên nó nói về cái niềm tin cá nhân của mình, ánh sáng light của các bạn thuộc bài số 2 rất chi là nhiều, và cái sự cân bằng. Bằng cái cách này nè, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cái tâm hồn của mình và mình trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn hình dung mạnh mẽ, cho nên mình nói cái the light là cái ánh sáng của cá nhân của các bạn. Thành ra là nếu như để nói là cái trải bài này lúc nãy mình chưa biết bắt đầu từ đâu là như vậy, vì nó đang có quá nhiều cái yếu tố đó. Mình gọi là mình mình chưa có gọi là sắp xếp lại được một cái câu chuyện thôi. Thành ra là thôi thì mình cứ bắt đầu từ cái lá bài này. Và mình cho mình có một cảm giác đó, là cái gọi là những cái cảm giác mà kỳ lạ dạo gần đây của các bạn. Tụ bài số 2 ngoài đời sống thật của các bạn đó, bạn không biết nó là điềm báo gì ha. Nó là một cái điềm báo cho mình thấy một điều rằng là bạn ấy đang chưa có tin vào bản thân của mình. Nó có một cái gì đó bạn hơi thiếu tự tin. Bạn cứ bị lừng chừng, bạn cứ bị phân vân. Và bạn đặt cái sự quan tâm chú ý của mình á, không biết là nó cứ trôi đi đâu. Nó cứ trôi đi đâu á. Tại vì ở đây nó có những cái lá bài, nó cho mình thấy rằng là có thể là ở ngoài đời sống thật của các bạn, vì đây là trải bài chung, nó sẽ có nhiều những cái hoàn cảnh và câu chuyện khác nhau. Có thể sẽ là cuộc sống, công việc, chuyện tình cảm, hôn nhân hoặc là gia đình vân vân. Nhưng có lẽ là có một mình các bạn, tụ bài số 2 bạn phải gọi là hơi bốn phương tám hướng một chút xíu. Bạn hơi đương đầu và chống chọi với nhiều thứ. Thậm chí nó có những cái năng lượng mà nó đối chọi các bạn, cho nên nó làm cho các bạn hơi hồn nghi, nghi về chính bản thân của mình. Và khi mà bạn nghi như vậy, cái cảm giác nó gọi là nó chần chừ, nó không có được cái sự tự tin, nó thiếu một cái gì đó. Thành ra nó làm cho mọi chuyện xung quanh hình như nó mất cái tầm kiểm soát, nó cứ rơi vãi, nó cứ linh tinh lang tang như thế nào đó. Thành ra là bắt đầu là bạn mông lung. Và bạn có một cái cảm giác gì đó nó kỳ lắm, bạn cũng không hiểu sao mà nó kỳ như vậy nữa. Nhưng mà chỉ bởi vì bạn đang quên mất cái bản thân của mình. Bạn quan sát lại bản thân của mình một chút xíu. Turning in là quay trở về bên trong. Nhưng thực sự lá bài này á, là nó tương đương với một cái lá bài trong cái bộ bài tarot. Nó có một cái lá gọi là 4 ly thì nó hao năng lượng, nó bằng năng lượng của lá bài này. Và đặc biệt là The Golden Rose, cái hoa hồng á. Đặc biệt hoa hồng này nó cho mình thấy rằng là nó có một cái gì đó sâu thẳm ở trong con người tụ bài số 2. Nó chính là cái năng lực của các bạn, nó chính là cái khả năng của các bạn. Nó đẹp như một bông hoa hồng. Nhưng mà kiểu giống như là mình đôi khi nhá, mình dùng cái chữ là năng lực và cái khả năng á, nhưng mà cũng không biết nó còn có những cái từ khác nữa hay không nữa. Tại vì Golden Rose này nó tượng trưng cho một cái gì đó rất là bí ẩn mà mình không có xác thực được. Nhưng mà mình cứ tin thôi. Tại vì cái hoa hồng là một cái biểu trưng ở trong cái lĩnh vực mà giả kim á, nhà giả kim alchemy là thuật giả kim thì đúng hơn, nhà giả kim alchemy, thuật giả kim nó tượng trưng cho một cái gì đó nó rất là thiêng liêng, nó được tôn thờ và nó bí ẩn đó. Thành ra là cái lá bài này nó cho mình thấy là bây giờ bạn không biết là bạn đã phải đối diện chuyện gì ngoài đời sống thật của bạn, tụ bài số 2. Nhưng mà nó có ra sao đi chăng nữa, bạn đâu có biết. Bạn có thể làm được chuyện gì á, bạn cũng không có biết luôn. Vậy thì tại sao không cứ faith, vậy gọi là có cái niềm tin, giữ cái khả năng ánh sáng của mình, rồi cứ xử lý tiến tới mà thôi. Đừng có hồ nghi gì hết á. Tại vì mình không biết trắng hay đen, tích cực hay là chưa tích cực. Cái gì nó sẽ xảy ra, cái gì nó có thể diễn biến hết. Thì mới đang có một cái cảm giác là cái cảm giác kỳ lạ ở ngoài đời sống thật của các bạn á. Nó giống như cái lá bài nè, schizophrenia. Không phải schizophrenia mới đúng. Xin lỗi các bạn, tiếng Anh tiếng U gì mà lạ kỳ. Vì từ này nó hơi liên quan đến y học mà mình thì không có được giỏi. Cái từ này là tâm thần phân liệt. Đó. Thì bạn sẽ thấy một người hiện tại bây giờ họ đang ở bên một cái vực thẳm mà tay thì níu một bên, mà chân thì họ bám lấy một bên. Cái người này bây giờ họ đang suy nghĩ giống các bạn tụ bài số 2 ngoài đời sống thật của các bạn. Bây giờ thả tay trước hay là thả chân trước đây? Không biết là thả cái gì trước, nhưng mà tóm lại là không trụ được nữa với cái trạng thái như này. Thả cái gì đây để mà xoay rồi rốt cuộc cuối cùng á, chân nó tiếp đất để đứng một cái xong thôi cái mặt nó dập xuống dưới đất là mệt nữa. Nhưng mà mình đâu có biết được các bạn, khoảng cách nó quá dài và bắt đầu là lực hút trái đất và chưa kể sức gió đủ hết các kiểu vật lý mì cũng không giỏi luôn đó. Thì nó xoay vòng vậy, mình đâu biết cái gì nó đáp xuống đầu tiên đâu. Thôi thì chỉ có một cách duy nhất, thả hết hai cái cùng một lúc, tay và chân. Đừng có để tâm thần phân liệt nữa, tâm thần nhập một đi các bạn. Mới đang có cái cảm giác lá bài này nó đang nói về cái sự thiếu cái tự tin và phân vân lưỡng lự, và nó mất đi cái niềm tin vào chính bản thân của mình, chỉ vì mình không có biết nó sẽ ra sao, nó sẽ như thế nào. Đâm ra là nó cứ lạc lõng vì mình đã phải gồng đối diện và mình phải xử lý một mình, bươn chải đủ hết vân vân các kiểu và 3 chấm trong suốt thời gian qua. Mình cảm thấy rất là tiếc cho cái hoàn cảnh thật ngoài đời của các bạn tụ bài số 2. Mệt mỏi thật. Nếu có thể, mình sẽ gửi một cái lời gọi là chia sẻ thôi, chứ cũng đâu có giúp gì được cho các bạn đâu. Thôi thì dẫu sao đi chăng nữa, chúng ta đủ nhân duyên để chúng ta gặp nhau và chúng ta đủ cái cơ duyên á để đón nhận cái thông điệp của cái trải bài này, thì mình cứ lấy lại cái niềm tin. Vì trong cái trải bài này My đang có cái cảm giác letter, cái lá bài này nó cho mình thấy rằng là bạn sắp sửa nhận được một cái tin gì đó rồi. Bạn nhận được một cái tài liệu, giấy tờ, hợp đồng, tin tức, thông tin nào đó rồi, để mà nó giúp bạn lấy lại được cái năng lượng của mình, giúp bạn có thể lấy lại được cái thế kiểm soát, cái thế chủ động. Nó không có lộn xộn lạo xạo nữa rồi. Nó kiểu giống như giúp bạn đóng lại, kết thúc cái giai đoạn mà nó quá căng thẳng về tâm trí trong suốt thời gian qua. Thành ra là bạn hãy lấy lại tự tin đi. Cái cảm giác mà kỳ lạ dạo gần đây là 50% do bạn gọi là lộn xộn trong cái năng lượng của mình, mất cái tự tin vào bản thân. 50% còn lại là nó đang báo hiệu. Nó đang báo hiệu giống như My thấy cái lá bài này, các bạn tụ bà xoay bạn sẽ thấy là bạn đây nè. Bạn đứng đây á và bạn cứ có một cái gì đó mà... Tại vì ở đây là một cái đồi cao, phải xuống dưới biển thì xuống dưới cái bãi biển thì mới đi ra khơi được, nhưng bạn vẫn còn đứng trên ga bạn ngóng. Và bạn ngóng như vậy thì có tàu tới, tàu này là mấy cái lá thư này nè, mình đang có một cái cảm giác là nó có một cái gì đang đến với các bạn. Thì kiểu giống như là sẽ giúp các bạn đưa ra được một cái sự lựa chọn cho bản thân của các bạn, để các bạn vững vàng, các bạn nắm lại được và các bạn thực hiện tiếp tục được cái công việc mình đang làm, cái kế hoạch của mình hay cái dự định gì đó của mình đang làm á, mà nó chỉ giúp các bạn gọi là cải thiện cái tình huống thật ngoài đời của các bạn mà thôi. Đó, cho nên cái cảm giác kỳ lạ là vì bạn đang chuẩn bị nhận một cái gì đó và vì bạn không có tin vào bản thân của mình lắm, cho nên rốt cuộc cuối cùng mọi thứ nó đang chuẩn bị khép lại để nó có một cái gì đó nó sắp tới với các bạn đây rồi nè. My đang có một cái cảm giác là như vậy. Đang có một cái cảm giác cái gì nó sắp tới, vì cái lá bài 10 kiếm này thường nó sẽ tượng trưng cho một cái chu kỳ khép lại, kết thúc rồi, không còn đau đầu nhức óc nữa. Vậy thì mong rằng là thông điệp từ nãy đến giờ nó có cái tính hữu dụng cho các bạn, và hãy luôn ủng hộ My với tụ bài số 2 nhé. Bấm vào nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh, bấm like, yêu thích video này và cho My thật là nhiều bình luận và ô bên dưới. Cảm ơn các bạn tụ bài số 2. Vậy thì mình cùng nhau đi tìm hiểu một chút xíu là điều gì thực sự nó sắp xảy đến với các bạn đây. Vì đây nó có cả 10 ly và 10 kiếm. 10 là nó đều số cực điểm rồi, nó cho mình có một cái cảm giác là nó phải có một cái gì đó chuẩn bị mở ra cho các bạn. Điều gì sắp xảy đến với các bạn tụ bài số 2? Ái chà. Lá bài này nó bay ra My giữ còn ở đây một loạt luôn. Điều gì sắp xảy đến với các bạn tụ bài số 2? Bạn có cái lá bài là Hoàng đế, rồi 6 gậy, thầy tu, 7 xu. Coi thêm cái lá bài nữa đi. Rồi Judgment. Thực sự ra cái lá bài này và lá bài này là tụ bài số 2. Hai lá bài này là nó giống nhau. Bạn thấy Emperor hết không? Nhưng mà vì sao nó hai bộ là bởi vì nó đang tách ra hai phiên bản đó. Hoàng đế, nhưng mà hoàng đế nam và hoàng đế nữ, nó đều cho mình thấy là hiện tại bây giờ ở ngoài đời sống thật của các bạn nó đang lộn xộn, hoàn cảnh, công việc, môi trường gì đó. Bạn cần phải nắm lại cái thế chủ động và bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó, vì bạn chỉ là đang đánh mất cái niềm tin vào bản thân của mình thôi. Cho nên á, khi mà bạn... mình chỉnh lại cái lá bài này cho thẳng. Bạn lấy lại được cái gọi là cái năng lực và cái sự tự tin của mình á. Mình đang có cái cảm giác là bạn ấy không đánh giá thấp cái bản thân của mình nữa, thì bạn sẽ lấy lại được cái tầm ảnh hưởng nhất định của mình. Bạn lan tỏa được cái tầm ảnh hưởng nhất định của mình. Và tại vì cái lá bài Hierophant ở đây, Seven of Pentacles, điều gì đang sắp xảy đến với các bạn tụ bài số 2 nhé. Judgment, lại một lần nữa Judgment. 9 gậy, hiệp sĩ, kiếm. Wow, các bạn tụ bài số 2. 4 xu, The Fool. Ok rồi, ngẫu nhiên mình mở ra một cái lá. Mình đang nói nửa chừng là bạn lấy lại được cái tầm ảnh hưởng của các bạn á, tại vì nó vẫn còn đang rất chi là bận lòng với cái trải bài này. Về bạn hình dung mới đang có một cái sự gợi nhớ qua cái tụ bài số 1. Ở đây họ nhận được một cái lá bài mỏ neo. Rồi trong cái mạch mà thông điệp mới chia sẻ thì nó liên quan một chút xíu đến cái phương diện là nó hơi, có cái người đó hơi cứng đầu, người nó hơi cố chấp một chút xíu. Rồi mới lấy cái thông điệp đó thôi. Còn nội dung chi tiết là bạn tò mò chắc mời bạn qua bển nghe dùm em tụ bài số 1. Nói đùa thôi, quay trở lại. Thì ở các bạn tụ bài số 2 nó không phải kiểu giống như là cứng đầu hoặc là cố chấp, nhưng chỉ vì các bạn đánh giá nó không có chuẩn về bản thân của mình. Rồi thành ra là nó làm cho rồi đánh giá không đúng cái tình hình ở bên ngoài, nó làm cho bạn có cái gì đó nó rụt rè rón rén, nó hơi hồ nghi bản thân, nó thiếu cái sự tự tin, bạn mất đi cái niềm tin, nó cái kiểu giống như vậy. Thì việc gì cũng được, bất kể cái việc gì nó đang tác động đến các bạn ngoài đời thật, các bạn đều đang đánh giá thấp quá bản thân của mình. Chắc chắn là như vậy. Như mình nhìn thấy đây, bạn đang đánh giá quá thấp đi. Vì dẫu sao đi chăng nữa, đây nó có một con, ôi bên này sao nó tắt rồi, nó có con cú ở đây, nó vẫn cho mình thấy là nó có một cái gì đó, cái năng lực nó tiềm ẩn sâu thẳm trong con người các bạn tụ bài xoay để bạn xử lý cái gì nó đang xảy ra ngoài đời thật của bạn. Chỉ cần bạn đủ bình tâm để bạn đánh giá lại một chút xíu. Hai cái lá bài này nó đều cho mình thấy là bạn phải gọi là awake, là bạn tỉnh thức lại một chút xíu, bạn tỉnh giấc bạn, và bạn đánh giá lại mọi việc đi, bạn phải lấy lại được cái lửa của mình. Tại vì một khi mà lúc nãy mới nói là như có cái gì nó đang tới, thành ra đó là lý do mình triển khai thêm cái trải bài này là vậy, mình coi cái gì nó đang xảy đến đó, là đó bây giờ mình ngẫu nhiên mình mở ra một cái lá bài, mình cảm giác là mọi thứ nó đang chuẩn bị sang trang cho các bạn. Bạn chuẩn bị kiểu giống như là bạn khởi tạo lại, hoặc là bạn sẽ trở lại và lợi hại hơn. Nó có một cái gì đó mới, tóm lại một cái gì đó mới với cái lá bài là Le Fool này, là The Fool ở trong tiếng Anh á, bộ này của tiếng Pháp. Thành ra là nó có một cái gì đó nó chờ đón các bạn phía trước, nhưng mà các bạn kiểu giống như là nó đang có một cái nó thiếu cái động lực. Nó thiếu cái sự quyết tâm, vì mọi thứ nó còn đang ngổn ngang quá. Bạn chỉ bình tâm đánh giá lại rồi thôi, rồi sau đó là bạn sắp xếp lại mọi việc, và bạn sẽ thấy được rằng là năng lực của các bạn ở đây nó có hẳn cái năng lực, nó không có cái gì trì hoãn ấy. Vì cái lá bài ba gậy này nó cho mình thấy là một cái gì vui vẻ đang chờ đón các bạn phía trước, mà nó vững chắc đang chờ đón các bạn phía trước. Thậm chí là nó có thể sẽ có cả một cái sự tái hợp nào đó nó chờ bạn phía trước. Tất cả vì đây là trải bài chung, thành ra mình sẽ phải liệt kê như vậy về phương diện tình cảm, mối quan hệ, công việc, cuộc sống và xã hội. Cho nên mình mới nói một loạt những cái mà đang chờ đón có thể đó. Nó ở phía trước là như vậy. Thành ra là thôi thì các bạn đừng có suy nghĩ nữa. Lá bài này nè, một lời thông điệp của vũ trụ nói là các bạn suy nghĩ nhiều quá, thành ra là các bạn làm lạc trôi cả chính bản thân của mình luôn. Trong khi đó, như mình nhìn hai lá bài này ở đây, thực sự là lúc nãy mình dùng cái chữ là lấy lại cái tầm ảnh hưởng của các bạn. Bạn hoàn toàn đủ cái năng lực, và bạn ấy không biết rằng là có nhiều người ấy, người ta đang dõi theo các bạn chỉ để quan sát mà học hỏi, chứ không phải là cà khịa hay gì đâu. Đó, nó đang có một cái như vậy. Bạn vẫn chứng tỏ được cái năng lực, cái ánh sáng của mình ở đây. Thành ra là bạn đang không nhìn thấy được, bạn đang không nhìn thấy được chính mình, và bạn không nhìn thấy được cái giải pháp, hay là một cái khởi đầu, hay một cái cánh cửa nào đó nó đang ở đây. Trải bài của các bạn nó xuất hiện ở đây thì làm sao mà mình có thể nói là nó không đúng được. Rõ ràng nó hiện trong trải bài của các bạn. Lấy lại được cái sự quyết tâm, lấy lại được cái tự tin các bạn nhé. Cái cảm giác mà nó kỳ lạ, nó thôi thúc các bạn. Đây là điềm báo, là đây là lá bài điềm báo của các bạn. Nhưng mà bạn đang cưỡng lại, bạn cho nên nó không có đi theo cái mạch năng lượng tự nhiên, cho nên bạn cảm thấy nó khó chịu trong suốt thời gian qua là như vậy. Thành ra đến đây mi cũng không có triển khai thêm nữa, là tại vì triển khai thêm nữa đó là chuyện tương lai sắp đến, trong khi hiện tại các bạn chưa xử lý được những cái lá bài mà thông điệp gửi đến từ vũ trụ nhắc nhở các bạn là phải hấp thụ và thay đổi. Đó, thành ra là mi chưa có triển khai thêm được tụ bài số 2 nhé. Chúc các bạn thực sự là bây giờ mi ngừng là để cho các bạn lắng động đó. Chúc các bạn thực sự có thể sẽ lấy lại được cái nội lực của chính mình, nhìn thấy giá trị năng lực vốn dĩ của mình, tin hơn vào bản thân của mình, và bạn cứ nỗ lực mà thôi. Mi đang có một cái cảm giác cái gì đó ở ngoài đời sống thật của các bạn ấy, thì bạn hãy cứ làm vì đam mê cũng được nữa. Làm vì quyết tâm, làm vì đam mê, kiên trì cho đến tận cùng. Tự nhiên các bạn sẽ thấy là cái gọi là cái cảm giác gần đây nó kiểu giống như là trực giác, nó mở ra cho các bạn một cái cánh cửa. Thôi mình ngừng ở đây các bạn tụ bài số 2 để bạn lắng đọng. Chúc bạn mọi sự hanh thông thuận lợi, sức khỏe thể chất và tinh thần sẽ được ổn định và đón nhận phước lành. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 3, đây là viên đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta cùng nhau kết nối năng lượng và đi tìm hiểu ý nghĩa của những cảm giác kỳ lạ dạo gần đây, là điềm báo cho điều gì sắp xảy đến với các bạn, tụ bài số 3 nhé. Ý nghĩa của những cảm giác kỳ lạ dạo gần đây là điềm báo cho điều gì sắp xảy đến với các bạn, tụ bài số 3 nhé. Bạn có là Dissolution, okay. Ý nghĩa của những cảm giác kỳ lạ dạo gần đây là điềm báo cho điều gì sắp xảy đến với tụ bài số 3. Bạn có ra bài là Release. Ý nghĩa của những cảm giác, ok, nó bay ra lá bài Heart là trái tim luôn thì mới giữ đó. Ý nghĩa của những cảm giác kỳ lạ dạo gần đây là điềm báo cho điều gì sắp xảy đến với các bạn tụ bài số 2, số 3, nó bay ra hai lá, đi xào lại. Bạn có là Comparison và We are the world. Chúng ta là thế giới. We are the world. Okay. Nó bài thì nó bay ra luôn nè các bạn, hay chưa? Ý nghĩa của những cảm giác kỳ lạ dạo gần đây là điềm báo cho điều gì sắp xảy đến với các bạn tụ bài số 3. Bạn có lá bài là Queen of Swords là nữ hoàng kiếm. The Magician là nhà ảo thuật. Ý nghĩa dạo gần đây. Ý nghĩa của những cảm giác kỳ lạ dạo gần đây là điềm báo cho điều gì sắp xảy đến với tụ bài số 3. Bạn lại có lá bài nữ hoàng kiếm, nó mới đếp xếp lại. Mới thích những lá bài giống nhau, nó nằm kế bên nhau. Các bạn tụ bài số 3, cái trải bài của các bạn thực sự mình chưa biết phải bắt đầu từ đâu để mà chia sẻ cho các bạn, kiểu như nó phải có một khi đó mở bài đó. Thì cái lá bài này nó thu hút cái sự chú ý của mình thôi, thì mình sẽ bắt đầu cái lá bài đó kiểu như mình thuận theo tự nhiên đi. Dissolution kiểu giống như là một cái sự tan rã ra, một cái sự hòa tan, thì nó làm cho mình liên tưởng đến nước, mặc dù trong trải bài của các bạn nó không có một cái gì nó liên quan đến nước luôn, chỉ mỗi cái từ dissolution và một cái chén hay một cái ly hay là một cái son hay cái tô hay cái nồi gì cũng được đủ, nó cho có cảm giác là nó đựng cái chất lỏng, nó đựng cái nước. Thành ra là nếu như mà mình phá vỡ cái son, cái nồi, cái ly, cái tô này, bất kể bạn hình dung cái gì cũng được. Ví dụ như là cái cốc nến này của My, cái nến đó, nó là sáp các bạn, sáp cộng với lại những cái tinh dầu hương liệu. Nếu như nó không có cái cốc này, nó không có cái dạng thức nào cả, cái cốc này hình tròn, ok, thì cái nến này bạn sẽ hình dung hình tròn. Nhưng nếu mà cái nhà sản xuất họ bỏ vào trong một cái hình tam giác, hay họ bỏ vào trong một cái ngôi sao á, tự nhiên mình thấy là nến ở đây nè, cái nến thơm này nó sẽ có cái dạng thức là tam giác hoặc là ngôi sao, nó cho mình có cảm giác đây là cái. Bởi vậy cho nên mình liệt kê một loạt luôn đó. Cái lu cũng được nữa, cái tô, cái chén, cái nồi, cái son, cái gì cũng được các bạn, nó sẽ ra cái dạng thức đó. Với cái dissolution, nếu mà bỏ cái đồ đựng ở bên ngoài, mọi thứ bên trong đó, nó tan rã, nó hòa tan ra. Đó là dạng chất lỏng. Thì thường đó, nước nó sẽ kết nối với lại là cảm xúc. Mà cảm xúc là đặc biệt một trong những cái gọi là những cái dạng thức mà nó vô thường nhất trên cuộc đời này, là cảm xúc của mình. Nó nay buồn tự nhiên mai vui à, tự nhiên mình nhìn cái người đó mình thấy ghét, ngày mai tự nhiên mình thương ghê luôn. Các bạn hình dung không, yêu nhau lắm luôn đó, rồi tự nhiên bất chợt một ngày chúng ta lại chia xa, đã kiểu vậy. Thành ra là cái dissolution này nó cho mi liên tưởng đến tất cả những cái việc này. Vì sao mi dành tới 1-2 phút mà mi nói rất kỹ về cái lá bài này cho các bạn tụ bài số 3? Bởi vì cái cảm giác mà kỳ lạ dạo gần đây các bạn cứ bị gọi là cảm nhận, rồi không hiểu vì sao nó là điềm báo cho cái chuyện gì đây. Thì mới đang thấy nè, mình nhấn mạnh về cái cảm xúc, là vì ở đây nó có một cái là bài Comparison. Nó là một cái sự so sánh. Bạn sẽ hình dung bên này là một cái cây tre xanh mướt luôn, vững chắc lắm, bên này một cái cây cổ thụ hay đại thụ gì mình không biết, mình nhìn thấy xù xì, nó xấu xí đó. Thành ra mình đang có một cái cảm giác, có một cái chuyện gì đó nó đang xảy ra ngoài đời sống thật của các bạn tụ bài số 3, mà bạn đã có thể có một cái sự va chạm lẫn nhau với người khác. Va chạm này hả, có thể là lời ăn tiếng nói sau đó, mà nó tác động đến cái trái tim, tình cảm, cảm xúc tâm tư của cả hai bên luôn. Nhưng quan trọng là các bạn thuộc bài số 3, bạn bị ảnh hưởng, và ảnh hưởng cái cảm xúc, có thể là lời ăn tiếng nói của người ta, một cái văn tự nào đó của người ta, một cái tin nhắn hay thông báo gì đó bất kể của người ta mà người ta đã lấn át và tác động đến các bạn thuộc bài số 3, cho nên dấy lên một cái cảm xúc. Vậy thì bạn đã hiểu vì sao mình dành nhiều phút mới nói về cái dạng mà dissolution này. Thành ra là bạn đựng cái cảm xúc của mình trong cái tô, thì nó là một cái tô, mà cái nồi là cái nồi, cái son, cái lu bất kể. Vậy thì tại sao chúng ta không đựng trong một cái chén vàng? Các bạn thuộc bài số 3, bạn hình dung tự nhiên chén vàng, mình thấy cái viên đá của các bạn màu vàng luôn. Thành ra cái lá bài này nè, nó đang cho mình có một cái cảm giác là, cái cảm giác mà kỳ lạ. Dạo gần đây mà các bạn tụ bài số 3 bạn cứ cảm nhận như vậy là bởi vì bạn đã bám quá chặt. Bạn bám quá chặt vào một cái suy nghĩ, vào một cái sự việc, câu chuyện, hiện tượng, thậm chí cả là đối tượng nào đó. Bạn bám chặt quá mà có lẽ đã đến lúc dissolution là tan rã ra đi. Bạn bỏ nó, thay vì là trong một cái nồi xù xì, cảm xúc nồi xù xì sau cái giao tiếp đó, giờ bạn bỏ vào trong cái nồi thủy tinh hay là một cái chén vàng á. Bạn sẽ thấy là nếu bạn buông nhẹ ra, bạn không có cái cảm giác kỳ lạ giống như là dạo gần đây nữa. Nó có nghĩa ở đây nè bạn, trong trải bài của các bạn tụ bài số 3, bạn có hai cái lá bài Queen of Swords, là hai bộ bài khác nhau mà ra cùng một lá bài giống nhau. Thứ nhất, mình cầm lên để cho bạn thấy lá bài bên tay trái, kiểu như nó báo hiệu cho mình một cái thông điệp là bạn nhìn thấy nè, kiểu giống như tại sao bạn phải bám chặt lấy một lời ăn tiếng nói nào đó của thiên hạ đó, không phải thiên hạ thì là giờ đồng nghiệp hay là người thân hay gì, thì tại sao bạn phải bám lấy một lời nói của một người khác, họ nói xong rồi họ có còn nhớ nữa hay không, họ nói cho sướng cái miệng. Cảm xúc thì nó cứ ở đó mãi trong trái tim của các bạn tụ bài số 3, nó gây ra cái cảm giác kỳ lạ. Có nghĩa là cái lá bài nó cho mình thấy là nhìn xa trông rộng tí xíu. Rồi cái thứ hai nữa, giữ cái đầu cho nó lạnh, để nó tỉnh táo, để mà mình có thể thông suốt và mình sáng suốt, để mà mình loại bỏ, mình cho mấy cái thứ cảm xúc đó nó tan rã đi, đừng có ôm chặt quá. Cho nên bạn sẽ thấy lá bài Queen of Swords này nó nằm ngay dưới lá bài là Release, là buông ra đi bạn, thả lỏng nhẹ nhàng thoải mái đi, để lấy lại nhịp đập Heart, trái tim. Nhịp đập của trái tim của các bạn, bạn đang bị thao túng cảm xúc hoặc là tâm lý, nó sinh ra cái cảm giác kỳ lạ. Bởi vậy cho nên ở đây có một cái lá bài là Progress, là cái tiến trình, là cái quá trình. Đây là bộ bài của thiên thần bảo hộ, đại diện cho cái đấng bảo hộ, luôn luôn gọi là dõi theo, quan sát suốt dọc cái cuộc sống, hành trình của các bạn thuộc bài số 3. Vậy thì chúng ta cùng nhau đọc thông điệp trên lá bài này nha. Each day, là mỗi một ngày như vậy, tôi nhận ra được một cái điều gì đó nó rất là thiêng liêng sâu thẳm bên trong trái tim của tôi. Tụ bài số 3 mình sẽ dịch như cái chữ như là các bạn đi cho bạn dễ cảm. Mỗi một ngày như vậy, tụ bài số 3 đều nhận ra một cái gì đó nó rất là thiêng liêng sâu thẳm bên trong con người của các bạn. Bạn kiểu giống như là bạn sẽ tiến xa trong cái con đường này, tại vì để bạn nhận ra cái tâm hồn của mình á, rồi và bạn tôn trọng cái nhu cầu của bản thân, rồi bạn quan sát coi ở trong bản thân của mình đang có những cái cảm xúc gì vậy, chuẩn bị làm tan rã đó. Vì vậy để bạn cố gắng giữ cái gọi là cái thái độ nó tích cực hết sức có thể. Tan rã là bạn hình dung mình thả ra, đừng có ôm quá chặt, vì người ta nói cái gì cũng được, nó tấn công tâm lý làm sao cũng được. Nhưng mà bạn để hết tất cả vào trái tim của mình thì mình là người gánh chịu hậu quả kiểu vậy đấy. Nó mau già rồi nó ảnh hưởng đến tâm lý đủ hết. Thành ra giữ cái thái độ tích cực nè. Tụ bài số 3 có một cái niềm tin vào cái sức mạnh nội tâm, nội tại và năng lực của chính các bạn. Ai nói gì kệ người ta, mặc ai nói ngã nói nghiêng. À đúng luôn đấy, lòng tụ bài số 3 vẫn vững như cái kiềng ba chân. Và các bạn tụ bài số 3 grow and improve every day. Các bạn tụ bài số 3 cứ gọi là phát triển và trưởng thành hơn mỗi một ngày. Kiểu vậy đó. Cái câu dưới là hôm nay là gọi là cái ý kiến của vũ trụ, thượng đế hay là ông trời đó. Khi nào mà ông trời bình luận gì mình á thì mới hãy đón nhận. Còn thiên hạ bình luận cái gì á, kệ. Người thân cũng vậy nữa. Đôi khi người thân các bạn hình dung, đôi khi chỉ vì cái tình yêu thương vô điều kiện, nhiều khi vì cái tình thương vô hạn như vậy mà họ có những cái lời nói chỉ để bảo vệ mình, nhưng mà nó lại tác động đến cái cảm xúc, cái trái tim của mình thì cũng chỉ rất chi là nguy hiểm. Bởi vậy thành ra cái lá bài này nó cho mình thấy một điều rằng là bạn, trừ khi nào á mà bạn đón nhận được một cái lời bình luận, bình phẩm hay là khẳng định gì đó từ vũ trụ, ông trời, thượng đế, Phật hay là Chúa, vân vân, những cái đấng tối cao mà trong cái tôn giáo mà bạn tôn thờ, tôn kính nhất á, người ta nói với bạn á, thì lúc đó bạn hãy tác động, sao động. Còn không á, bây giờ bạn dissolution, tan rã hết đi các bạn, để lấy lại được nhịp đập hài hòa trái tim của mình. Thực sự ra để mà nói á, cái cảm giác kỳ lạ dạo gần đây trong trái tim của các bạn, trong cơ thể của các bạn, nó là điềm báo của cái việc gì á. Nó cho mình thấy ở đây bạn có một cái lá bài này rất hay nè. Lúc mà My lấy bài á, My vừa mới cầm cái bộ bài này lên, mình vừa mới dở cái tay lên, cái nó bay cái lá bài này ra ngay liền luôn. Nó cho mình thấy một điều rằng là điềm báo rằng là bạn đang nghĩ sai hướng đấy. Bạn cần phải lóe lên, nghĩ ra một cái hướng khác. Bạn nhận diện ra, bạn sáng tỏ ra. Bữa giờ chưa sáng tỏ, bữa giờ chưa có kiểm soát được tình huống, cho nên chưa có hiểu đúng bản thân của mình, chưa có hiểu đúng tình huống luôn. Cho nên gọi là nó chưa có chủ động làm được cái gì hết trơn, còn đang bị lẫn quẩn. Thành ra lá bài này đó là báo hiệu, là báo động rồi, phải sáng suốt để chuẩn bị nó mới lóe lên được một cái gọi là một cái nhận định mới, một cái con đường mới. Thì lúc này mới gọi là mới tái hòa nhập cộng đồng được, thậm chí có thể xây dựng kết nối, là mối quan hệ với cái người mà họ đưa ra những cái gọi là những cái lời nói, hay là những cái trao đổi, hay những cái thông điệp mà tác động mạnh đến các bạn như vậy trong suốt thời gian qua đó. Vậy thì ở đây nó có một cái lá bài một kiếm, nó thể hiện cho một cái sự nhận thức mới, một cái sự sáng tỏ nào đó, một cái gì đó nó mới nó mở ra. Thành ra là My có cảm giác mình phải triển khai thêm cái lá bài này một chút xíu. Các bạn tụ bài số 3 nhé. Mong rằng thông điệp từ nãy giờ mang tính hữu dụng cho các bạn. Bạn hãy luôn ủng hộ My với tụ bài số 3. Bấm vào nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh, bấm like, yêu thích video này và cho My thật là nhiều bình luận vào ô bên dưới các bạn nhé. Cảm ơn tụ bài số 3. Vậy thì chúng ta sẽ tập trung năng lượng và xin thông điệp từ vũ trụ rằng là vì sao cái lá bài một kiếm nó lại xuất hiện trong trải bài của các bạn. Vì sao cái lá bài một kiếm lại xuất hiện trong trải bài của các bạn, tụ bài số 3? Ok, strength, sức mạnh, và 2 xu. Rồi, bạn có một cái lá bài là mặt trăng. Vì sao lá bài một kiếm lại xuất hiện trong trải bài của tụ bài số 3 và điều gì sắp xảy đến nhé? Rồi, hiện tại bây giờ các bạn á, mình đang thấy một điều rằng là cái tâm trạng của các bạn ở ngoài đời sống thật á, tụ bài số 3 vẫn là bạn chưa hiểu chính mình. Đơn giản vậy thôi. Vẫn là bạn chưa có nhận diện ra được cái khả năng của chính mình, rồi bạn để bị nó tác động nhiều quá. Thành ra là mình đang có cái cảm giác á, bạn cần phải chế ngự cái câu chuyện, hoàn cảnh, tình huống nào đó đang xảy ra ngoài đời sống thật của các bạn. Cái cảm giác kỳ lạ gần đây đầu tiên hết là nhắn nhủ các bạn là bạn phải chế ngự đi, bạn phải kiểm soát nó, bạn giữ lại được cái sự cân bằng đi, cân bằng một chút xíu. Thì tự nhiên lúc đó nó mới bắt đầu là nó mới mở ra cho bạn một con đường. Bạn mới không lừng lững lờ lơ giống như dạo gần đây nữa. Tự nhiên nó mở ra một cái giải pháp, nó mở ra một cái con đường mà bắt đầu là bạn sẽ hiểu được đối phương, bạn sẽ hiểu được cái hoàn cảnh xung quanh, bạn sẽ hiểu được những cái người xung quanh. Mà ở đây mới có một cái cảm giác là cái lá bài We are the world, chúng ta là thế giới, là cái lá bài này rất gì hay, bạn thấy không? Nó đẹp lắm, nhiều người nắm tay nhau xung quanh cái quả địa cầu. Có cái bài hát này lâu lắm mà, We are the world, bạn biết bài đó đúng không? Nó cho mình có cái cảm giác là bạn sẽ tái hợp và kết hợp lại, bạn sẽ không có đứt cái kết nối với cái hoàn cảnh, môi trường hoặc là cuộc sống xung quanh bạn nữa. Đừng có gồng lên làm gì cả. Ai tác động đến bạn mà bạn gồng lên bao nhiêu thì nó mệt cho bạn bấy nhiêu thôi. Đây là lúc đó bạn giữ cái đầu óc của mình đó, cho nó tỉnh táo hết sức có thể và nó lạnh, giữ cái đầu lạnh, đừng có để cái cảm xúc nó chi phối gì cả. Hai lá bài này nó cho mình có cái cảm giác vậy. Đừng để cái cảm xúc chi phối và nhanh thôi các bạn sẽ, cái lá bài đây là hiệp sĩ lửa, bạn sẽ lấy lại được cái nhịp cuộc sống của mình. Thành ra để nói là cái việc gì mà nó sắp xảy đến thì nó xảy đến là bạn sắp chấm dứt được cái tình trạng mà nó đang khó ở ngoài đời sống thật của bạn. Mà ai chấm dứt đây? Bạn chế ngự được, bạn hiểu được, và bạn không còn kiểu giống như là nó bị lừng lững lờ lơ nữa. Lá bài The Moon này cho mình có cảm giác là trăng sắp tàn rồi, bình minh sắp ló dạng. Vì ở đây nó có một cái lá bài là một kiếm. một kiếm. Để mình xem còn thông điệp gì nữa không nhé. Rồi, vậy đó, chắc là My đã chia sẻ hết với các bạn rồi. Tóm lại là cái cảm giác là sắp sửa tái hợp lại rồi, không còn chia rẽ rồi, bởi vì cái sự lấn cấn tác động đến tâm lý cảm xúc của các bạn. Thì bạn sẽ vui vẻ trở lại, ý mình là vậy. Vui vẻ trở lại, mọi thứ nó rõ ràng, nó sáng tỏ nhờ bạn. Nhờ bạn, bạn không có còn gọi là âm u hay lù lù lì lì giống như là từ trước nữa. Thì nó mọi thứ nó sẽ ổn thỏa cho các bạn tụ bài số 3 thôi. Đấy, ok, thôi thì My sẽ ngừng ở đây để cho các bạn lắng động lại một chút xíu cái cảm xúc của các bạn. Cái cảm giác kỳ lạ dạo gần đây nó chỉ điềm báo cho bạn thấy rằng là mọi thứ nó sắp hanh thông trở lại với các bạn rồi. Rồi các mối quan hệ nó chuẩn bị hài hòa lại cho các bạn rồi. Kết nối lại, hài hòa lại, cân bằng lại và bắt đầu bạn lấy lại được cái nhịp huyết của mình. Rồi, chỉ đơn giản là vậy thôi. Thoải mái lên các bạn tụ bài số 3 nhé. My sẽ ngừng ở đây. Có thế nào đi chăng nữa, vẫn chúc các bạn được thuận lợi, hanh thông và đón nhận thật nhiều phước lành. Bye bye.